Phát biểu chỉ đạo tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng khối tài chính nói chung và Cục Thuế tỉnh nói riêng đã vượt qua khó khăn, nỗ lực đôn đốc các khoản thu để đạt kết quả thu ngân sách vượt kế hoạch Trung ương và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Hưng Yên sẽ còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Cục Thuế cần phát huy thành quả đã đạt được, chủ động đề xuất với lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế, đôn đốc các đơn vị thu đúng, thu đủ, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022.